Thầy xin mến chào các em đã quay trở lại kênh YouTube của thầy. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục sang một cái bài giảng ở trang 61 toán lớp 4, bài nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Bây giờ thầy mời các em bước vào bài giảng của thầy. Rồi, thầy có cái phép tính 1324 nhân cho 20 bằng bao nhiêu. Để biết phép tính này có kết quả là bằng bao nhiêu thì chúng ta có thể đi tính như sau. Thầy phân tích ra 20 sẽ bằng 2 nhân 10. Và thầy viết lại là 1324 nhân cho 20. 20 lúc này sẽ bằng 2 nhân 10. Sau đó thầy sẽ sử dụng cái tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân. Thầy sẽ lấy 1324 nhân cho 2. Thầy kết hợp để ở trong ngoặc và nhân cho 10. Lúc này sẽ thành một số tự nhiên nhân cho 10. Thì chúng ta chỉ cần việc viết thêm chữ số 0 vào bên phải của số 2648 thì thầy sẽ được là 26480. Thì chúng ta cách thực hiện là nhân 1324 với 2 thì được là 2648. Viết 2648 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải của số 2648 thì được 26480. Từ đó thầy có thể đặt tính như sau. 1324 nhân 20. Chúng ta thấy nhìn thấy số 20 là số có chữ số 0 tận cùng. Số 20 là số có chữ số 0 tận cùng. Chỉ có một chữ số 0 tận cùng thì thầy viết số 0 lại vào kết quả phía dưới. Rồi tiếp tục thầy lấy 2 nhân 4. 2 nhân 4 bằng 8 thì viết 8. 2 nhân 2 bằng 4 thì viết 4. 2 nhân 3 bằng 6 thì viết 6. Và 2 nhân 1 bằng 2 thì viết 2. Vậy thì 1324 nhân 20 sẽ bằng 26480. Tương tự thầy có 230 nhân cho 70 thì thầy cũng đi phân tích như sau. 230 sẽ bằng là 23 nhân cho 10. 70 sẽ bằng 7 nhân 10. Lúc này chúng ta thấy chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân. Thầy sẽ hoán đổi vị trí của chúng thì thầy được 23 nhân cho 7 và 10 nhân cho 10. 23 nhân 7 thì thầy được là 161. 10 nhân 10 thì sẽ được là 100. Lúc này sẽ thành một số tự nhiên nhân cho 100 thì chúng ta sẽ viết vào bên phải số 161 hai chữ số 0. Vậy phép tính 230 nhân 70 thì thầy sẽ được là 16100. Nhân 23 nhân 23 với 7 thì được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải của 161 ta được 16100. Chúng ta có thể đi đặt tính như sau. 230 nhân cho 70 thì chúng ta thấy thừa số thứ nhất là 230, thừa số thứ hai là 70. Thừa số thứ nhất có một chữ số 0 ở tận cùng. Thừa số thứ hai cũng có một chữ số 0 ở tận cùng thì thầy sẽ viết lại vậy thì thầy có tất cả là hai chữ số 0, nhưng có tất cả là hai chữ số 0 ở tận cùng của một chữ số 0 ở thừa số thứ nhất và một chữ số 0 ở thừa số thứ hai. Vậy thầy có tất cả là hai chữ số 0. Thầy viết hai chữ số 0 này vào kết quả bên dưới theo theo cái hướng từ bên phải sang trái. Lúc này thầy đã viết lại hai chữ số 0 thì thầy chỉ còn 7 nhân cho 23 thì chúng ta sẽ đi thực hiện phép tính bình thường giống như là nhân cho số có một chữ số. Nhân với số có một chữ số thì 7 nhân 3 thì được 21, thầy viết 1 nhân 2. 7 nhân 2 14, thầy cộng thêm 2 đó là 16, thầy viết 16. Vậy thì thầy có 230 nhân cho 70 thì thầy sẽ được là 16100. Từ ví dụ 1 và từ ví dụ 2, chúng ta muốn nhân các số có tận cùng là chữ số 0 thì chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đếm các chữ số 0 ở tận cùng các thừa số và viết vào tích theo thứ tự từ phải sang trái. Có nghĩa là chúng ta sẽ đếm xem hai thừa số đó có bao nhiêu chữ số 0 ở tận cùng. Rồi
có bao nhiêu chữ số 0 thì chúng ta viết bấy nhiêu chữ số 0 vào kết quả từ thứ tự theo từ phải sang trái. Còn các chữ số còn lại thì chúng ta sẽ nhân giống như nhân với số có một chữ số ha. Rồi, để củng cố kiến thức của các em thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập. Bài tập 1, đặt tính rồi tính. Câu A, 1342 nhân 40 thì chúng ta sẽ đi đặt tính. Chúng ta quan sát thấy hai thừa số này, thừa số thứ nhất thì không có chữ số 0 tận cùng. Thừa số thứ hai có một chữ số 0 tận cùng. 40 là thừa số thứ hai có một chữ số 0 tận cùng. Vậy thì chúng ta sẽ viết một chữ số 0 đó vào kết quả phía dưới. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 4 nhân cho 1342. Thầy được là số 0 viết lại, 4 x 2 là 8, 4 x 4 16, viết 6 nhớ 1, 4 x 3 12 với 1 là 13, viết 3 nhớ 1, 4 x 4 là 1 với 1 là 5. Thầy được kết quả là 53.680. Câu B, 13.546 x 30 thì thầy cũng đi đặt tính. Chúng ta xét số thứ nhất, thừa số thứ nhất là 13.546 thì không có chữ số 0 tận cùng. Thừa số thứ hai là 30 thì có một chữ số 0 tận cùng. Vậy thì chúng ta sẽ viết một chữ số 0 này vào tích, có nghĩa là vào kết quả ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy 3 nhân cho 13.546 thì thầy được kết quả là 406.380. Câu C, 5.642 nhân cho 200 thì chúng ta cũng đi đặt tính. 5.642 nhân 200 chúng ta cũng đi lần lượt xét từng thừa số. Thừa số thứ nhất thì không có chữ số 0 tận cùng. Thừa số thứ hai thì có là 200, có hai chữ số 0 tận cùng. Vậy thì chúng ta sẽ viết hai chữ số 0 này vào kết quả phía dưới. Và chúng ta chỉ còn là 5.642 nhân cho 2 thì chúng ta nhân bình thường thì được kết quả là 1.128.400. Chúng ta sang bài tập 2. Bài tập 2 tính. Thầy có 3 câu A, B, C. Câu A, 1.326 nhân 300. Câu B, 3.450 nhân 20. Và câu C, 1.450 nhân 800. Thì chúng ta đi tính. Bài này chúng ta xét ở câu A. Chúng ta thấy thừa số thứ nhất không có chữ số 0 tận cùng. Thừa số thứ hai có hai chữ số 0 tận cùng. Vậy thì chúng ta sẽ viết hai chữ số 0 này vào kết quả theo thứ tự từ phải sang trái. Rồi còn lại 3 nhân cho 1.326, 3 nhân 6 thì thầy được là 18, thầy viết 8 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6 với 1 nữa là 7. 3 x 3 là 9, viết 9. 3 x 1 là 3, viết 3. Thì tự được là 3.978. Và kết quả cuối cùng là thầy có 397.800. Câu B, thừa số thứ nhất là 3.450. Thầy có một chữ số 0 tận cùng. Thừa số thứ hai là 20. Thầy cũng có một chữ số 0 tận cùng. Vậy cả hai thừa số này thì thầy có hai chữ số 0 tận cùng. Thầy sẽ viết hai chữ số 0 này vào tích theo thứ tự từ phải sang trái. Sau đó thầy sẽ lấy 345 nhân cho 2 thì thầy sẽ được là 690. Vậy 3.450 nhân cho 20 thì được là 69.000. Câu C, thầy có 1.450 nhân cho 800. Thừa số thứ nhất là 1.450, thầy có một chữ số 0. Thừa số thứ hai là 800, thầy có hai chữ số 0 tận cùng. Vậy cả hai thừa số này thầy có ba chữ số 0 tận cùng thì thầy sẽ viết ba chữ số 0 này vào tích theo thứ tự từ phải sang trái. Và thầy sẽ lấy 145, thầy nhân cho 8 thì thầy sẽ được là 116. Thì thầy sẽ viết là 116.
À, thầy xin lỗi, là 145 thầy nhân cho 8 thì được là 1160. À, vậy 1450 nhân cho 800 thì sẽ được kết quả là 1.160.000. Bài toán số 3. Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao ngô cân nặng 60 kg, một xe tải chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe tải đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô? À, để làm được bài toán này thì thầy sẽ có tóm tắt như sau. Đó là một bao gạo thì cân nặng là 50 kg. Một bao ngô thì cân nặng là 60 kg. Một xe tải chở 30 bao gạo và chở 40 bao ngô. Thì hỏi tất cả là xe tải đã chở bao nhiêu kg gạo và ngô? 30 bao gạo mỗi bao nặng 50 kg, 40 bao ngô mỗi bao nặng 60 kg. Hỏi xe tải đó chở được tất cả bao nhiêu kg ngô và gạo, gạo và ngô? Thì thầy có bài giải như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm số kg gạo của 30, số kg gạo mà ô tô chở được hoặc là xe ô tô chở số gạo là, thì có 30 bao gạo mỗi bao là 50 kg, thì chúng ta sẽ lấy là 30 nhân cho 50. Thì chúng ta thấy 30 là số có chữ số 0 tận cùng, là một chữ số 0 tận cùng. 50 là số có một số chữ số 0 tận cùng, thì chúng ta sẽ viết lại kết quả là hai chữ số 0. Sau đó chúng ta sẽ lấy 3 nhân 5 là 15, thì sẽ được là 1.500 kg. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm số ngô, cái số ngô mà ô tô chở được hoặc là xe ô tô chở số ngô là, thì xe ô tô chở được 40 bao ngô, mỗi bao thì nặng là 60 kg, thì sẽ lấy 60 nhân cho 40. Thì chúng ta thấy 60 là số có một chữ số không tận cùng, 40 là số có một chữ số không tận cùng, là chúng ta sẽ viết sang tích là hai chữ số 0 theo thứ tự từ phải sang trái, và tiếp đó lấy 4 nhân 6 sẽ bằng 24, và viết theo thứ tự từ phải sang trái luôn thì sẽ được là 2.400 kg. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ tìm cái số kg gạo và ngô mà xe ô tô chở tất cả là, hoặc là xe ô tô chở tất cả số gạo và ngô là, thì thầy sẽ lấy là 1.500 kg cộng với 2.400 kg thì sẽ ra là 3.900 kg, và đáp số là 3.900 kg gạo và ngô. Bài giảng của thầy đến đây là hết. Nếu các em thấy bài giảng của thầy bổ ích, mang nhiều kiến thức cho các em, thì các em hãy cho thầy một like và subscribe kênh của thầy để nhận được những cái bài giảng sớm nhất của thầy. Bây giờ thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.